Chào các bạn đến chương trình bản tin du học của công ty du học IDC Việt Nam. Tôi là Đăng. Hôm nay thì tôi có chương trình rất đặc biệt muốn giới thiệu cho các bạn, đó là chương trình du học tại Đại học University of Adelaide, tiểu bang Nam Úc. Sao tôi muốn giới thiệu chương trình này? Bởi vì là trường Đại học Adelaide là một trong những trường đại học tốt nhất của nước Úc, nằm trong Group of Eight, tức là 8 trường hàng đầu của nước Úc. Trường đã thành lập từ những năm 1874 và là trường lâu đời thứ 3 trên toàn nước Úc. Trường cực kỳ mạnh về các ngành như là y dược hay là các ngành về âm nhạc, nghệ thuật. Trường Adelaide đã từng có 5 người đoạt giải Nobel, cho nên đây là một môi trường rất thích hợp cho những bạn nào mà theo đuổi các ngành về công nghệ, khoa học. Nhưng mà không chỉ thế, bởi vì trường là một trong những trường tốt nhất của nước Úc, cho nên là các ngành khác của trường cũng rất là mạnh, như các ngành về hóa dầu, công nghệ hay là thậm chí là về các ngành kinh doanh, marketing thì trường cũng có hợp tác sâu rộng với rất nhiều công ty ở trong thành phố Adelaide, cho nên là trường hoàn toàn có thể cử sinh viên đi thực tập ở những công ty đó. Tại sao tôi nói trường Adelaide là một trường rất đặc biệt? Bởi vì năm nay là năm đầu, một trong những năm mà trường cung cấp học bổng đến cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên đến từ Việt Nam. Hiện tại thì trường có cung cấp học bổng cho những sinh viên đạt điểm trung bình chung của lớp 12, chỉ tính riêng lớp 12 thôi là từ 8.0 trở lên là các bạn sẽ được 15% học bổng toàn khóa học. Và nếu như các bạn có điểm xuất sắc đó là từ 9.0 trở lên thì các bạn sẽ được học bổng 30% trên toàn khóa học. Nếu như các bạn không đủ điều kiện đầu vào của trường, đó là GPA trên 7.5, IELTS trên 6.5 hoặc là TOEFL, IBT trên 79 điểm thì các bạn vẫn có thể có cơ hội đến với trường Đại học Adelaide qua chương trình của University of Adelaide College. Thì chương trình này các bạn cũng sẽ có học bổng, nhưng mà nó sẽ thấp hơn một chút. Và nhưng mà học phí của chương trình tại college cũng thấp hơn, cho nên là các bạn hoàn toàn vẫn có thể lấy được những cái suất học bổng và với mức học phí thấp hơn bình thường. Học phí trung bình của trường Adelaide hiện nay là 41.000 đô Úc một năm, nhưng mà sau khi trừ đi học bổng thì trung bình trường các bạn chỉ phải trả cho trường University of Adelaide khoảng đâu đó trên gần 30.000 thôi. Đó là mức này thì đã là mức học phí rất là tốt rồi, bởi vì trường Adelaide là một trong 8 trường hàng đầu của nước Úc, luôn luôn nằm trong top 1% các trường học tốt nhất trên thế giới. Mọi chuyện xin liên hệ với công ty IC Việt Nam tại số 180 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.